Khi mà thân miệng ý của mình nó không có tương đồng với những cái hạnh nghiệp mà một vị Bồ Tát cần có. Thí dụ như một cái người người ta còn phàm phu, người ta có thể nói lời cọc cằn, thô tháo. Mà mình là Bồ Tát rồi thì phải làm sao ráng mình giảm thiểu những cái đó. Còn nếu như ai mà lỡ có những cái lời nói hay hành động đối với mình thì mình càng không, mình không có nên buồn giận họ. Giận họ thì không, mà có thể mình thoáng buồn. Nếu mình còn là Bồ Tát mà chưa chứng, còn là phàm phu thì có thể, còn người thường thì mình có thể mình buồn, nhưng mà sau đó rồi mình phải tìm cách để mình giải cái buồn của mình đi, mà mình không có hận thù họ. Một vị Bồ Tát là không có nên nói tôi định cho nó ăn mà tôi ghét tôi đâu có cho. Hay là tôi định làm cái dùng cái đó cho nó mà tôi ghét tôi không có làm. Bồ Tát là không có nói cái đó. Người thường ta nói được. Người thường, Phật tử thường mà ta còn học đó, thương yêu tha thứ. Còn mình là Bồ Tát rồi, mình nói thì người ta cũng nghe vậy, nhưng mà trong lòng của người ta, ta nói đây Bồ Tát giả. Thì ai mà nghe cái phẩm này rồi, người ta lấy cái ánh sáng này ra, người ta rọi để người ta phân định cho mình là giả hay thiệt. Bây giờ mình nói về Bồ Tát thật đây. Bồ Tát thật nghĩa có thể nghe nghĩa lý sâu xa. Tới Bồ Tát thật á, là có thể nghe cái nghĩa lý sâu xa. Nghe nghĩa lý sâu xa là nghe làm sao? Tức là người đó không bao giờ buồn phiền nếu như một vị thầy hay một vị thiện tri thức nào chỉ cái lỗi của mình, hay là nói đúng cái căn bệnh của mình không có buồn. Cái căn bệnh này không phải bệnh thân mà là những cái bệnh tâm của mình phải hoan hỷ. Tại vì cái nghĩa nó sâu lắm, nó xa, nó sâu xa lắm, mình không phải bình thường. Thứ hai là ưa gần bạn lành. Thứ ba là hay cúng dường sư trưởng, cha mẹ, bạn lành. Cúng dường là gì? Cúng dường có nghĩa là mình thường ủng hộ, cung cấp dưỡng nuôi người đó nhiều cái hình thức. Ưa nghe 12 bộ kinh của Như Lai. Quý vị biết 12 bộ kinh của Như Lai không? Trong Phật giáo á, mình có tổng cộng là 3 bộ kinh điển, kinh luật luận phải không? Mà trong kinh á, là chia ra 12 thể loại. 12 thể loại. Thí dụ như mình tụng kinh Nguyên Văn Kinh Pháp Hoa thì cái đó gọi là trường hàng. Rồi ví dụ như tụng xong đoạn cái lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, lặp lại cái ý đó để cho mình tóm gọn cái ý đó gọi là trùng tụng. Đó. Tức là cũng là những lời Phật dạy nhưng mà người ta chia thành. Ví dụ như là có một loại kinh gọi là kinh thí dụ. Kinh thí dụ là sao? Tất cả những câu chuyện đưa ra những cái nghĩa lý để chúng ta nghe đó rồi chúng ta nhớ những cái ý nghĩa đó. Giống như mình có quyển kinh Bách Dụ vậy đó. Kinh Bách Dụ tức là 100 câu chuyện Đức Phật nói toàn là những cái thí dụ. Thí dụ như Phật kể câu chuyện, Phật nói có cái ông đó, ông biểu thợ tới cất nhà. Bây giờ ông thấy nhà hàng xóm cất 3 lầu đẹp quá, ông thích cái lầu thứ ba, ông kêu thợ tới cất. Rồi cái thợ mới cất từ tầng thứ nhất, tầng thứ nhì, ông biểu không, đập xuống hết, tôi thích cái tầng 3 thôi, cất cho tôi cái tầng 3 thôi, tôi không thích 2 cái tầng dưới. Thì người thợ mới cười, nói trời ơi, ông ơi, ông biểu tôi cất nhà mà ông không cho tôi cất tầng 1, làm sao nó có cái nền móng mà cất 2 tầng kia. Ông nói không, tôi không thích 2 tầng dưới, tôi thích tầng trên thôi. Thì Phật nói, thì người ta mới nói tôi không thể nào cất được. Thì Phật kết luận câu chuyện, Phật nói có những người học Phật Pháp là thích học cái cao thôi, còn mấy cái thấp ở dưới không chịu học. Không, mà chính cái thấp đó là cái căn bản để cho mình phải xây dựng cái nền móng Phật Pháp. Ví dụ như bây giờ có nhiều người Phật tử ngày hôm nay đi tu, Pháp Hòa bảo đảm là ngồi nghe mấy ngày hồi sáng giờ thì cũng câu được câu mất, chứ bởi vì nhiều chưa bao giờ nghe Phật Pháp, chưa bao giờ nghe giáo lý mà ngồi mà suốt ngày trong chùa như vậy mà nghe bộ này thì nghe sao nói, nghe được nhưng mà không có hiểu hết cái nghĩa lý. Thì có những cái kinh gọi là kinh thí dụ. Rồi có những cái kinh mà Phật kể tiền thân của Phật. Cái kinh đó gọi là kinh gì? Kinh bản sự.
Thí dụ như Phật kể có một kiếp đó đó, Phật làm con sư tử, Phật làm con sư tử, rồi có cái bộ lông rất là đẹp. Nhưng mà cái con sư tử này á, nó thích nghe Phật pháp lắm. Ngày nào có một vị thầy trong rừng mà ngồi nói pháp cho đại chúng nghe thì con sư tử này nó tới, nó ngồi gần, nó nghe. Ông vua ông mê cái bộ lông của con sư tử lắm, nghe nói là trong rừng nó có bộ lông của con sư tử đó mà ông thích lắm. Mà ông ra lệnh là ai có thể đem cái bộ lông của nó về ông thưởng. Thì có một anh thợ săn. Anh thợ săn ảnh giả làm thầy tu, ảnh cạo đầu, ảnh quấn y, ảnh ngồi. Thì con sư tử đó đó, nó tới nó ngồi gần bên, là nó tưởng đâu là có pháp cho nó nghe. Thì khi mà nó tới gần như vậy thì cái thợ săn này giết nó. Vậy đó mà khi mà nó trong cái cơn đau quằn quại mà nó định chồm lại, nó cắn lại cái người thợ săn, nhưng mà nó thấy trên người thợ trên mình của người thợ săn quấn cái y của người tu, nó không dám. Cuối cùng nó chết vì cái người thợ săn giả làm thầy tu đó. Thì cái câu chuyện đó gọi là con sư tử trọng pháp. Thì Đức Phật kết luận rằng đời có một kiếp đó, ta làm một con sư tử vì kính trọng Phật pháp, vì kính trọng chư tăng mà ta không dám làm gì họ. Thì kể những câu chuyện tiền thân của Phật như vậy đó. Rồi có kiếp và Phật làm con chim, con cò, con rùa, con cá. Mình đọc trong kinh đó, kể những cái tiền thân của Phật, thì kinh, những cái kinh mà kể về tiền thân của Phật gọi là kinh bổn sự. Bổn sanh. Kinh bổn sự là kinh gì? Kinh bổn sự là Phật kể lại những tiền thân hay những câu chuyện mà Phật hóa độ các đệ tử của Phật. Ví dụ như là Phật đã hóa độ cho ông Ngài Ca Diếp thờ lửa đó, thờ thần lửa đó. Ngài Ca Diếp đó, trước khi tu theo Phật, Ngài là một thầy của một cái giáo phái thờ lửa. Rồi ông dụ Phật đi vô một cái nơi đó để mà ông dùng lửa, ông thiêu Phật. Rồi cuối cùng ông được Phật cảm hóa, rồi ông theo Phật. Thì Phật kể những câu chuyện liên hệ tới đệ tử, liên hệ tới cái hạnh tu của các vị Bồ Tát. Cái đó gọi là bổn gì? Bổn sự. Còn bổn sanh tức là tiền thân của Phật. Như vậy thì tất cả những kinh điển, khi chúng ta tụng vô, chúng ta biết kinh này là đang ở thể loại nào. Kinh Pháp Hoa đó, nhiều loại trong đó lắm. Có một đoạn kinh vậy gọi là trường hàng nè, rồi lặp lại những cái kệ tụng nè, vừa là kệ tụng nè, mà vừa là trùng tụng nè. Rồi gì nữa, rồi Phật đưa thí dụ của nhà lửa nè, thí dụ của đào giếng nè, thí dụ của cái ngọc châu ở trên búi tóc ông vua nè. Đó, những cái câu chuyện trong kể trong Kinh Pháp Hoa là thí dụ. Như vậy thì nội cái quyển Kinh Pháp Hoa là có bao nhiêu thể loại trong đó rồi. Rồi ví dụ như Kinh Di Đà. Kinh A Di Đà đó không có ai hỏi gì hết trơn á, Phật tự nói à. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các thầy Xá Lợi Phất, từ đây đi qua cõi phương Tây quá 10 muôn ức cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Ở nơi đó có Đức Phật A Di Đà hiện nay đang thuyết pháp. Kinh như vậy gọi là kinh tự thuyết, không có ai hỏi hết, Phật tự nói. Rồi có những cái kinh gọi là nhân duyên. Thường thường cái nhân duyên này nó hay xảy ra ở cái phẩm tựa, phẩm đầu tiên của kinh đó. Có một cái sự việc gì xảy ra đó. Thí dụ như kinh Dược Sư. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn á, đi khất thực xong ở nghỉ dưới cây nhạc âm, cây tiếng nhạc đó. Không, rồi có người tới hỏi Đức Thế Tôn là xin Đức Thế Tôn nói về hạnh nguyện của các Đức Phật, các cõi, để cho chúng con nghiệp chướng sâu dày ở đời sau nương theo đó mà tu. Có người hỏi. Đấy không? Đó, thì khi mình tụng kinh á, mình nhìn vô trong đọc đoạn kinh, mình thấy loại cái kinh này đoạn sao là mình biết liền đây là thể loại nào. Thì một vị Bồ Tát thật á, là phải thường xuyên thích nghe những cái đó. Nghe để làm chi? Không phải để mình khoe. Nghe để mình trao dồi. Cái nếu mà nói theo đời, tức là mình những cái ý nghĩa về Phật học. Người Phật tử là phải học pháp, học Phật. Mình không biết gì hết trơn sao mình tu? Không? Thí dụ như bây giờ quý vị thấy mình đi vô trong chùa, mình ngồi mình tụng kinh.
thấy vị thầy khai chuông mỏ nghe thanh thoát, tự nhiên mình học á, sao tôi ở nhà tôi khai chuông mỏ nghe nó chát quá, vô chùa nghe mấy thầy mấy cô khai chuông mỏ nghe nó thanh thoát. Tại vì cái tiếng mỏ mình, cái người, cái tâm của người mình thể hiện lên cái tiếng chuông, thể hiện lên cái tiếng mỏ. Cho nên mình thấy người ta làm, mình học, thường ưa nghe 12 bộ kinh của Như Lai, thọ trì đọc tụng, viết chép, suy nghĩ nghĩa lý. Đó, quý vị nhớ nha, thọ trì đọc tụng, viết chép, suy nghĩ, cái đó gọi là gì biết không? Gom mấy cái đó lại gọi là chánh hạnh. Chánh hạnh, thí dụ như trong kinh Pháp Hoa nói, chư tổ mà khi giảng kinh Pháp Hoa là chư tổ nói có 5 cách để mình thọ trì kinh Pháp Hoa. Trì kinh Pháp Hoa nè, viết kinh Pháp Hoa nè, giảng kinh Pháp Hoa nè, suy nghĩ về nghĩa lý của kinh Pháp Hoa nè, phải không? Rồi kính lễ kinh Pháp Hoa. Đó, cũng giống như người niệm Phật vậy đó. Niệm Phật có người, người tu tịnh độ cũng có những cái cách tu tịnh độ. Thí dụ như là ngoài Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ngoài cái đó còn làm gì nữa? Tán thán. Tán thán là sao? Mỗi ngày đứng trước Phật A Di Đà, phải không? Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm, ca ngợi Phật, lễ bái Phật, trì tụng danh hiệu Phật, quán tưởng cái hình ảnh của Phật, rồi khen ngợi những người người ta tu hành siêng năng. Thí dụ mình thấy người ta siêng niệm Phật, mình phải khen, mình phải khuyến khích. Ồ, tôi thấy chị niệm Phật được nhiều, tôi mừng cho chị. Chứ không có nói móc à. Cha tu dữ quá ha. Mai mốt lên trển nhớ kêu tôi nghe. Nhớ cho tôi nắm áo nghe. Thí dụ vậy đó. Bồ Tát là mình nói những cái lời cho người ta nghe, cho người ta dễ chịu. Còn chị em, anh em, huynh đệ giỡn thì không sao. Nhưng mà nói mà trong cái thâm ý của mình, nó có cái thâm ý là mình móc méo người ta là không nên. Cái đó không phải là Bồ Tát. Phật tử còn chưa được nữa. Thấy không? Thọ trì nè, đọc tụng nè, viết chép nè. Pháp Hòa có anh chị Phật tử rảnh cái chép kinh Đại Bát Niết Bàn, chép Ngũ Bách Danh, chép kinh Vạn Phật, chép được 3 cuốn đó đem tặng cho Pháp Hòa. Tặng cho Pháp Hòa 1 bộ Niết Bàn, 1 bộ Ngũ Bách Danh, 1 bộ Vạn Phật, chép tay. Mà khi mà quý vị chép như vậy công đức lớn lắm. Tại sao biết không? Mắt của mình nhìn cái chữ, miệng của mình đọc lời Phật, tai của mình chép danh Phật. Quý vị tập, quý vị không cần phải chép bộ kinh lớn đâu. Thí dụ ở nhà rảnh có một tờ giấy, chép một bài kinh hoặc là những danh hiệu của Phật. Ở bên những cái ngôi chùa bên Đài Loan á, người ta có một cái văn phòng để cho những người đến thăm chùa, ai muốn chép kinh tạo phước á, ta cho vô đó ngồi chép. Mà ngồi chép đẹp lắm. Mỗi người có một cái bàn nha, một bình trầm nha, một tượng Phật nhỏ để nha, sắp giấy viết để sẵn. Mỗi người một cái bàn, không có ai nói chuyện với ai hết. Vô trong đó xá xong rồi ngồi xuống, xong trầm lên. Xong trầm lên rồi ngồi chép kinh. À, rồi người ta chép xong rồi người ta đem dâng cúng ở chùa có cái tháp. À, bao nhiêu những cái bản kinh mà chép rồi đó, ta đem lên đó người ta cúng dường. Nhưng mà ở đây á, mình có thể chép một cuốn kinh để dành cho mình tụng. Thế thay vì mình in kinh có chữ, nhưng mà nếu mình rảnh mình chép kinh. Nhưng mà phải chép cái kinh gì mà mình đọc mình hiểu kìa. Ví dụ như mình người Việt Nam mình đi chép kinh Tây Tạng là sao? Biết gì chép. Rồi bắt quá là mình đồ lại cái đó mà tâm ý của mình không có giao cảm. Cho nên mình chép cái kinh gì mà mình hiểu được cái nghĩa nó khi mình chép. Có những vị chép một cuốn Thủy Sám, vừa chép vừa sám hối, tại đọc ở trong đó nó lời lẽ. Mà thưa đại chúng, chép kinh nó mau thuộc kinh lắm. Chép kinh mau thuộc lắm. Tại vì sao? Khi mình vận dụng cái thời gian của mình để mình gieo cái nhân của trí tuệ. Pháp Hòa mà nhờ thuộc mấy bài sám là nhờ hồi nhỏ và chép đó. Cái thời nghèo đâu có tiền photocopy đâu. Thì cần, thí dụ như chùa nói là mình cần 50 bài sám để mỗi tối mình tụng. Thì
Hồi nhỏ đi chùa xong cái đi về chùa, cái mấy sư cô nói bây giờ phát mỗi đứa một tờ giấy. Hôm nay mình chép cái bài sám nhất tâm. Rồi chép một lòng mỏi mệt không nài. Mà chép xấu thì bỏ chép lại. Cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Cha lành vốn thật di đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Nhờ chép kinh mà thuộc đó. Thẩm sâu ơn Phật hằng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề. Nguyện làm nên đạo Bồ Đề, cầu gì nữa? Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, Phật xưa lời thệ tỏ tường, 48 nguyện dẫn đường chúng sanh. Thì khi mình chép như vậy đó, vừa chép vừa đọc, vừa chép vừa đọc, hết bài sám này chép tới bài sám khác. Cho nên Pháp Hòa nói nhiều khi cái hoàn cảnh khổ nghèo nó cũng giúp cho mình nhiều lắm chứ không phải không đâu. Chính cái khổ cái nghèo nó nuôi một con người lớn. Chính cái khổ nghèo không có phương tiện, bây giờ mình nó phải photocopy sẵn cái cần gì cái ụp cái. Cho nên con nít bây giờ quý vị thấy không, nó có cái máy tính cho nên nó toán nó dở. Ở Việt Nam mình hồi xưa là không có máy tính, bắt buộc một học sinh là phải thuộc bản cửu chương. Bắt buộc nó phải thuộc, mà khi nó thuộc như vậy nó làm toán giỏi. Nó tính rợ rất là giỏi. Còn bây giờ là mỗi chút mỗi bấm. Đó. Cái thời mà chưa có email nè, chưa có text nè, chưa có Viber nè, trời ơi, viết thơ thăm người thân. Cho nên mình nó có cơ hội mình viết, bây giờ viết không nổi nữa, viết chừng nửa trang giấy là bắt đầu nó mỏi tay. Tại sao? Muốn cái gì là bụp bụp, nhắn tin rồi send email rồi đánh máy không à. Cho nên không có cơ hội nữa. Cho nên Pháp Hòa cũng, đối với Pháp Hòa là Pháp Hòa thấy cái thời mà nghèo khó, mình thiếu hụt cái này cái kia vậy mà có lẽ vậy đó, mà con người mình nó nhờ vậy mà nó giỏi, nó lớn lên được. Chứ thọ trì đọc tụng viết chép suy nghĩ nghĩa lý, vì nhân duyên cầu pháp, không tiếc thân mạng. Quý vị thấy người xưa người ta đi cầu pháp, người ta đâu có tiếc thân mạng đâu, leo rừng lên rừng lên núi vân vân, cực khổ vô cùng. Còn mình bây giờ sướng quá, thành thử là đôi khi mình cũng sanh tâm giải đãi. Vợ con của vật tâm bền chắc, hay thương tất cả chúng sanh, nói lời dịu dàng. Quý vị đọc trong kinh Bồ Tát này, quý vị thấy những cái điều mình nhắc tới nhắc lui mà Phật nói một hồi Phật cũng vô một chỗ đó. Thân khẩu ý không có. Phật nói nhiều thứ nhưng mà cũng không ngoài làm sao luyện thân khẩu ý. Nói lời dịu dàng, nói không đợi người hỏi. Đừng có hiểu lầm câu này nha. Nói cả ngày rồi ta nói sao chị nói nhiều quá đấy, Phật dạy tôi. Nói không đợi người hỏi. Thế nào gọi là nói không đợi người hỏi? Nghĩa là mình thấy cái gì hay á, mình chỉ cho người ta mà không cần. Mình có nhiều khi người ta tế nhị, người ta không có hỏi cái đó, nhưng mà mình biết cái ý của người ta muốn vậy, mình chỉ cho người ta. Pháp Hòa ví dụ như hồi trưa á, Pháp Hòa ngó xuống, mặc dù đã hướng dẫn cách bắt ấn ăn cơm nhưng mà có những vị chưa làm được. Thì mình biết thấy như vậy đó, cho nên mình nói vị nào ngồi gần kế bên người cũ đó chỉ cho người mới. Đa phần là mình ít có làm đó, mình chỉ làm một việc thôi là ma cũ ăn hiếp ma mới. Chứ mình không có làm cái chuyện gọi là người cũ giúp người mới. Ví dụ vậy, cho nên gọi là một cái vị Bồ Tát nhiều khi thấy người ta có cái ý đó thôi là mình đã ra tay mình giúp rồi. Chứ đừng có hiểu lầm là nói là Phật nói là nói không đợi người hỏi. Thành thử ra chuyện gì cũng nói hết. Ai chưa hỏi tôi cũng nói hết. Nói không đợi người hỏi, chân thật không nói lời dữ và hai lưỡi. Lời dữ là trong thập thiện giới gọi là cái gì? Cái gì khẩu? Ác khẩu. Còn hai lưỡi là gì? Lưỡng thiệt. Hai lưỡi gọi là lưỡng thiệt. Không phải là mình có hai cái lưỡi, mà hai cái lưỡi đây là mình tới đường này mình nói theo đường này, mình tới đường kia mình nói theo đường kia. Cái đó gọi là nói hai lưỡi đó. Có khi người ta gọi là nói hai chiều.
Đối với thân mình không khởi tưởng khinh rẻ, đừng có coi thường mình. Quý vị biết ở trong luật á, có các vị tỳ kheo Phật dạy quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh một chập rồi cái thấy thân này bất tịnh thiệt, cho nên lấy dao đâm tự vẫn. Tự vẫn xong rồi cái sư huynh kia thấy chết vậy đó, trời ơi tán thán, sư em mình tu cao quá, nó tu nó quán tới cái chỗ nó thấy thân bất tịnh rồi nó bỏ thân, em chết vậy tốt với em. Rồi khuyến người ta chết, tại vì các vị đó không có hiểu ý Phật. Mình quán thân bất tịnh để làm gì? Để lìa đi những cái sự nhiễm ô chấp trước nó, nhưng mà đâu có nghĩa là mình được quyền hủy hoại nó. Cho nên ở trong luật cái tỳ kheo đó, cái giới thứ tư là giới không được sát sanh. Bốn trong bốn cái giới trọng đó, giới không được giết người. Mà lý do là tại có một số các thầy tu thiền quán tưởng cái thân bất tịnh xong rồi thấy thân bất tịnh quá, thôi chết cho rồi. Rồi các thầy khác ủng hộ, có khi đi kiếm dao giùm nữa. Dao đó lục lắm em, lấy dao này bén. Tự tay đưa thí cho. Tự tay đưa thí cho là sao? Khi mình bố thí có cơ hội nào tự tay mình đưa tự đưa. Cho nên á, trong kinh kinh Địa Tạng nhớ không, phẩm thứ 10 đó, nếu vị nào mà thấy kinh sách hư rách hoặc tự mình làm hoặc khuyến khích một người cho nhiều người cùng làm, hà ông vua đó ông tự tay mình bố thí, ông vua ông có quyền ra lệnh cho người bố thí, nhưng mà đẹp hơn nữa, hay hơn nữa là tự tay mình bố thí. Tại sao tự tay mình bố thí? Bởi vì khi mình tự tay mình đưa đó thì mình có cái cơ hội mình chứng, mình nhận, mình mục kích cái khổ của chúng sanh để làm gì? Để mình phấn tấn, để mình tinh tấn, để mình siêng năng và đào trưởng dưỡng cái lòng từ bi mình thêm lớn. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị ở đây quý vị nói ồ ở bên kia nghèo, thôi gửi tiền cho, mình chỉ gửi tiền cho người nghèo, mình không thấy người nghèo. Nhưng mà nếu mình thật sự mình đến cái nhà của cái người nghèo mình cho đó, cái tâm mình nó khác lắm. Lúc đó mình thấy thật sự cái cảnh nghèo khổ của người ta thì lòng thương của mình tăng trưởng. Lúc mình nghe người ta mình cho tiền á, mình có thương, nhưng mà cái thương mình nó chưa bằng cái cả cái tấm lòng, cả một cái sự thật chứng. Nhưng mình đến cái mình thấy được cái nghèo của người ta đó, thì tự nhiên nó khác liền. Cho nên quý vị nào mà đi về Việt Nam làm từ thiện, đi các cái xứ nghèo, đi qua Ấn Độ rồi đó, mình thấy cái nghèo của người ta rồi thì tự nhiên cái lòng thương của mình nó lớn lên. Và một cho người nghèo Ấn Độ xong rồi cái đi về khách sạn mình ăn á, không có chê nữa, trời ơi cà ri ngon quá. Chứ thôi mình nói cà ri ăn không nổi, nhưng mà thấy có người người ta nghèo người ta không có ăn. Thường hay tu tập mài bén gươm trí tuệ. Gươm trí tuệ là thường thường trong nhà Phật hay dùng cái trí tuệ như một cái kiếm. Tại sao? Tại vì chỉ có cây kiếm nó bén, nó mới chặt tất cả những sợi dây đứt, thì chỉ có trí tuệ mới đủ khả năng chặt những cái phiền não. Cho nên nhà Phật hay dùng cái đó. Tại sao Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không cầm cái khác mà cầm cái kiếm? Hình ảnh của Văn Thù Sư Lợi luôn luôn cầm cái kiếm, vì cây kiếm đó là tượng trưng cho cái kiếm trí tuệ, chặt đứt phiền não. Tại sao Đức Hộ Pháp á, ở đây quý vị nào thấy cái tượng Hộ Pháp chưa? À, tượng Hộ Pháp cầm cái kiếm chấn vậy nè. Cái kiếm đó là tượng trưng cho cái trí tuệ. Mình muốn là một cái người hộ pháp kiên cố thì mình phải chặt đứt những cái hờn giận, những cái khen chê mà của người bình thường ngoài, phải dũng mãnh như vậy thì mình mới làm hộ pháp được. Dù tập học sách ngoại đạo chỉ vì muốn phá tà kiến và cao hơn tà kiến.
Đó, mình đọc kinh, mình đọc sách ở bên ngoài đó, mục đích là để làm chi? Để mình thấy rõ cái tà kiến đó mà tăng trưởng cái chánh kiến ở nơi mình. Biết rằng những phương tiện điều phục chúng sanh. Phương tiện điều phục chúng sanh, điều phục là sao? Tức là mình có cái cách để mình điều phục những cái chúng sanh mà tánh tình can cường. Ở giữa nhóm đông không khởi tâm khiếp sợ. Thường dạy chúng sanh bồ đề dễ được, khiến người không nghe sanh lòng kinh sợ. Người nào mà người ta có cái tâm sợ sệt, mình phải khuyến khích người ta. Ví dụ như có nhiều người nói, trời ơi tôi chưa bao giờ ở trong chùa một đêm nữa, mà giờ tôi lên tôi ở trong chùa suốt mấy ngày vậy được không? Không sao đâu, có tôi, có gì tôi giúp cho. Khuyến khích người ta. Ở hồi đó tôi cũng đâu quen. Mà thật sự có cái gì mà không khởi điểm bằng một ngày đầu đâu. Cho nên mình mà sợ hoài thì không bao giờ mình tiến bộ. Phải có một cái sự phát tâm muôn cái việc nó bằng một cái bước đầu như vậy đó. Chuyên cần tu tập tinh tấn, coi thường phiền não. Chữ coi thường này là sao? Không có nghĩa là mình khinh suất nó. Coi thường nghĩa là khi mà mình đã ở trong nó thì mình đã thấy những chúng sanh, những cái chuyện đó bình thường rồi, thành thử mình không thấy có gì mà nó có đủ cái khả năng nó làm khổ mình nữa. Chữ coi thường có nghĩa là mình không có quan tâm tới nó. Nó có tới nhưng mình không có để cho nó làm phiền mình. Tâm không buông lung, thường tu nhẫn nhục. Tâm không buông lung là gì? Tức là mình không có để cho cái tâm của mình nó chạy nhảy theo những cái phan duyên bên ngoài. Vì quả niết bàn mà tinh tấn giữ giới. Ai tu cũng muốn được niết bàn. Ngày hôm nay đại chúng có niết bàn không? Có không? Từ sáng giờ có niết bàn không? Hay là bây giờ chỉ mơ có niết giường thôi? Chắc giờ bây giờ mà tuyên bố là hồi hướng để đợi mọi người đi niết giường là chắc hạnh phúc nhất. Nhưng mà thưa đại chúng, là bây giờ quý vị ráng cực khổ một chút nữa mà để 10 giờ mình nằm xuống, lúc đó mình biết niết bàn là gì. Cho nên á, niết bàn á, là cái chữ phiên âm á, từ cái chữ nirvana đó, mình phiên âm cho đúng chữ là niết bàn na. Mà niết bàn nghĩa là gì? Khi một cái trạng thái mà mình thoải mái nhẹ nhàng. Con hôm Pháp Hòa dạy mấy chú sa di như chú Trung Niệm rồi vậy đó, thì tiếng Việt đâu có rành. Mà bây giờ mà học tới cái chương dạy trong luật, dạy về cái chương oai nghi đi vào nhà vệ sinh đó, thì trong đó có cái câu là nếu mà mình muốn đi vệ sinh đó, là mình phải đi liền, không có nên giữ nó, không có nên ráng, trừ trường hợp là ở một cái nơi mà không có cách nào hơn. Lý do là mình ráng như vậy đó, mình ráng giữ như vậy đó, thứ nhất là nó sanh bệnh. Cái thứ hai á, là khi mình mất đi quá đó thì cái tướng đi mình nó lật đật, nó mất cái oai nghi. Mà quý vị để ý mà hôm nào mình khó chịu, mình muốn đi mà không có chỗ, mà tới hồi mà ráng hết nổi thì nhìn thấy có cái cửa, cái cô đứng trên cái cửa đó, cái chú đứng là mừng quá, tướng đi nó hấp tấp. Trong luật dạy kỹ như vậy. Muốn đi thời đi liền, không nên chậm trễ, vì để chậm trễ sẽ hấp tấp mất cái oai nghi của người xuất gia. Rồi Pháp Hòa mới nói, có một lần qua đi một cái đám lái xe xuống Khao Ri đi mình, mà lần đầu tiên xuống Khao Ri đâu có biết đường, thay vì vô con đường 17 Avenue South East đi sao tuốt qua Blackfoot xa quá chừng, mà con đường đó nó không có ngã rẽ gì hết, mà trời tháng 11 nữa. Trời ơi, đi 3 tiếng đồng hồ tới nơi rồi mà nó thêm tiếng đi lạc nữa.
mà không biết đường biết ngõ, mà trời mờ mờ tối, mà nó mất đi quá mà không có chỗ. Tới hồi mà tìm được cái cây xăng rồi, đi đâu có nổi nữa. Nó đi không nổi nữa, lúc đó bước xuống xe mà khom đi nhẹ nhẹ vậy. Thì Pháp Hòa mới nói với mấy chú, Pháp Hòa nói mà khi mình kiếm được cái chỗ rồi đó nha, trời ơi, ta nói lúc đó mình biết Niết Bàn là gì đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy là đại chúng thế nào trong đời mình cũng đã từng một lần, hai lần gặp những cái trường hợp mình muốn đi mà không có chỗ, mà tới hồi mà nó kiếm được cái chỗ mình xả được ra rồi thì tự nhiên người mình nó nhẹ, nó khỏe. Thì lúc đó quý vị hiểu được, bây giờ mình ăn đồ ăn mà cái dìm nó dính trong cái răng mình một chút, mình khó chịu, mình tìm mọi cách để mình đưa cho nó ra. Mà nó ra được khỏi cái chân răng mình rồi thì mình cảm thấy nó dễ chịu gì đâu á. Niết bàn đó. Cho nên niết bàn không có cái gì ghê gớm hết. Đói bụng quá chừng mà giờ được miếng bánh ăn là niết bàn. Trời ơi, từ hồi sáng tới bây giờ tôi thức thiệt là sớm, tôi lên chùa hồi 7 giờ nha. Rồi tôi quá gian, tôi tới chùa là tới nha, là tụ lại hết 100 nha. Rồi lật đật đi ăn cơm nha, rồi tôi không dám về phòng, tôi lẩn quẩn trên chánh điện nha. Rồi tôi tụ lại Phật nha, rồi tôi nghe Pháp nha. Rồi tôi ăn chiều nha, tôi cũng dám về phòng, tôi ở đây rồi ngồi thiền nha. Rồi giờ nghe tiếng là tối nay về nằm xuống được. Trời ơi, niết bàn, niết bàn. Niết bàn là vậy đó. Cho nên đó cái... Nhưng mà nếu bây giờ mình ví dụ như vậy rồi, trong kinh nói là vì quả niết bàn mà mình không có lo. Trong này nói sao? Vì quả niết bàn mà tinh tấn. Bây giờ mình thấy mình chỉ cần xả ra một cái chút gì nó bức bách trong cơ thể là mình đã thoải mái như vậy, thì mình nghĩ rằng cái đau khổ của mình mà bỏ ra được á, cái chấp trước mình mà bỏ được thì nó hạnh phúc cỡ nào nữa. Trong đời ta không thể nào mà không có một lần gọi là đi vào cái chuyện gọi là chấp trước, buồn giận. Nhưng khi mình xả được rồi thì mình thấy. Cho nên vì niết bàn mà mình phải tinh tấn. Niết bàn đây không phải cái chỗ tới, mà vì cái sự an lạc của thân tâm. Vì an lạc của thân tâm mà mình tinh tấn. Như hồi trưa có bà thưa đó, tại sao mình phải đi khóa tu? Tại vì đi tới khóa tu là một cái thời gian để tập cho mình sống lại một cái môi trường khác, một cái không khí, một cái tập khí khác, chứ không để cái tập khí bình thường nó lôi kéo mình nữa. Nguyện vì chúng sanh làm người sai khiến. Đó, Bồ Tát thiệt là nguyện vì chúng sanh làm được làm người sai khiến, chứ không phải người ta nhờ mình cái nơi. Bà là cái gì bà sai tôi? Ông là cái gì mà ông sai tôi? Mà thậm chí mình bày sẵn cho người ta, mà người ta có chi xài đi nữa, không có phiền. Nguyện vì chúng sanh làm người sai khiến, muốn chúng sanh được yên ổn, sung sướng, thọ sự an lạc, vì người khác thọ khổ, tâm không hối hận. Vì người khác mà mình cực một chút mình không có hối hận. Ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ mình nguyện là mình thấy đại chúng có một số quý vị lớn tuổi đi tới đi lui cái con đường từ ở nhà bếp lên chánh điện cực quá, cho nên đợi đại chúng vô trong chánh điện hết chứ mình ở ngoài mình xúc tuyết, mình rải muối, mình rải cát cho mọi người đi đừng có trơn. Trong này thì ta ngồi người ta ấm mình, ở ngoài kia mình lạnh, thì một hình thức của cực, của khổ đó. Nhưng mà không có thấy cực khổ, tại vì mình nguyện mà mình biết rằng mình hy sinh 30 phút này đây, đại chúng người ta có được cái đường đi không có trơn té. Đã nguyện vì chúng người khác mà khổ, dù khổ mà tâm không hối hận. Thấy người thối bồ đề, sanh lòng thương xót. Thấy người nào mà thối tâm, không muốn tu, muốn lui sụp, mình thương xót cho họ. Cứu vớt tất cả người khổ não, quán đường sanh tử có nhiều tội lỗi, đầy đủ sáu pháp ba la mật vô thượng, làm việc hơn các chúng sanh. Phải làm hơn chúng sanh nha, chứ làm bằng cũng được, mà làm ít hơn là dở.
Cho nên thí dụ như theo lệ là mình sẽ đi ngủ 9 giờ. Nhưng hôm đó chùa bận việc quá, mình ráng mình phụ thêm chút nữa. Chứ không phải nói thôi ai làm gì làm nghe, tới giờ tôi nhập định rồi. Phật dạy ngủ đúng giờ mới tốt. Ngày nào mình cũng ngủ đúng giờ, nhưng mà thỉnh thoảng có những cái ngày mà bận việc quá mình ráng chút. Sáu pháp ba la mật là nó tương đồng với cái chữ lục độ hồi trưa mình học đó. Chữ ba la mật là gì? Ba la mật mà nói cho đúng chữ là ba la mật đa. Tiếng Phạn là paramita, có nghĩa là viên mãn, rốt ráo, đầy đủ. Thí dụ như đấy, nhẫn người đó một lần, nhẫn hai lần, nhẫn ba lần, ráng nhẫn chục lần, nhẫn đến khi nào mà người đó thật sự chuyển hóa hoặc là tự mình hết buồn phiền cái người đó nữa thì cái đó gọi là nhẫn ba la mật. Còn mình nhẫn người đó mà được hai lần ba lần thôi, lần thứ tư mình làm một trận linh đình lên kêu là nhẫn ba la muối. thay vì nó mật rồi nó trọn, mình tới nửa đường rồi mình làm chưa phải. Sáu pháp ba la mật vô thượng, làm việc ở đời hơn các chúng sanh, lòng tin bền chắc, tu tập từ bi, cũng không mong cầu quả báo từ bi. Đó, mình làm từ bi mà không mong cầu quả báo. Đối với kẻ oán người thân, tâm coi như một. Lúc thí bình đẳng xả thân cũng thế. Biết được tướng vô thường. Biết được tướng vô thường là sao? Tức là mình nhìn tất cả các pháp, mình thấy được cái biến đổi của nó. Ví dụ mình thấy cái hoa thì mình nhìn hoa nhưng mình biết liền, à, mình thấy được cái tướng của hoa này là tạm có, mai mốt héo, vô thường. Rồi mình nhìn một cái người kia, trời ơi bác này hồi năm ngoái thấy bác cũng còn khỏe mà sau năm nay thấy bác yếu, nhìn bác là biết thấy tướng vô thường. Tức là nhìn tất cả mọi sự vật thấy được cái tướng vô thường hết. Chẳng hạn như Edmonton mình, mặc dù là xứ lạnh nhưng mà ít khi nào mà mới có mùng 8, mùng 9 tháng 10 mà đã có tuyết. Ít khi nào có, thường thường là phải cuối tháng 10, đầu tháng 11, phải không? Đó. Bây giờ quý vị thấy chưa gì hết mà cứ lai ra, ảnh rơi từ sáng tới giờ vậy. Đó, nhìn vậy thấy tướng vô thường. Thấy được cái tướng vô thường để làm chi? Để không có gì bắt buộc nó phải thường hết. Nhưng mà tướng thì tướng trạng ở ngoài vô thường mà có cái gì thôi. Và là vô thường mà có một cái không có vô thường. Một cái thường là gì? Cái tâm mình phải nhìn tất cả như vậy là phải thường. Phải thường có tâm nhìn tất cả vật vô thường. Thấy được tất cả các pháp vô thường cho nên tâm mình bình thường. Còn nếu mình thấy tất cả là vô thường mà tâm mình bất thường là nguy hiểm. Không? Ví dụ mình thấy, trời ơi, cái bà đó bà khùng ghê nghe. Bữa hôm qua bà gặp tôi bà còn vui, cái tự nhiên bữa nay bà gặp tôi bà không thèm ngó tới à. Bữa tôi ghét tôi đâu thèm nói nữa. Mình tưởng đâu là mình nói vậy là mình ấy, nhưng mà thiệt sự chúng sanh người ta như vậy. Nhưng mình phải đừng như vậy thì mình mới hơn chứ. Chứ bây giờ người ta buồn cái mình buồn theo, người ta vui mình vui theo, người ta chào mình cái mình vui, người ta không chào mình buồn. Mình biết tướng của chúng sanh là vô thường, tâm tánh của chúng sanh vô thường, thì cái tâm của mình phải thường thấy tất cả các cái tướng đó. Có một người mới viết cho Hoàng cái mail. Thưa thầy, thầy được người ta thương quý và hay khen thầy vậy, có khi nào thầy khởi tâm tự hào không? Pháp Hòa mới trả lời cái thơ đó. Pháp Hòa mới nói, thưa chú, thật sự lâu nay Pháp Hòa thường tâm niệm. Những gì Pháp Hòa có được ngày nay là một cái quà, chứ còn bản thân mình chẳng có gì hết. Học đời mình cũng không có, học đạo mình cũng không có. Thật sự chưa bao giờ mình tự hào với những cái gì mình đã có, thì bây giờ mình được cái gì đó là một món quà thôi. Học vị ngoài đời mình không có. Hội Việt Nam thì rời Việt Nam năm mình 12 tuổi, mà trước đó là mình đã nghỉ học mấy năm trời. Cho nên vốn liếng tiếng Việt cũng đâu có bao nhiêu. Rồi khi mà mình ở Việt Nam mà học, mà thật sự mà học có lớp lang là không hết lớp 3.
Ở Việt Nam qua học mà có lớp Lan là không hết lớp 3. Rồi giờ qua đây á, đi học á, thì cũng học để mà có học với người ta thôi. Và từ hồi đi tu tới giờ có một lớp Phật học nào đâu. Chưa hề biết cái lớp Phật học ra làm sao. Thì mình có cái gì để mà khoe? Mình có cái gì để mà khoe mà gọi là tự hào? Cho nên ngày nay mà được cái gì đó, đó là một cái một món quà lớn cho cuộc đời của mình, chứ chưa bao giờ dám nghĩ ta. Mà chưa bao giờ dám nghĩ thì không bao giờ mình có cái ước nguyện gì cao xa, mà chỉ lúc nào cũng có một cái tâm nguyện nhỏ bé của mình là làm được gì cho những Phật tử ở trong cái địa phương, trong quốc độ của mình. Chứ đâu có bao giờ dám nghĩ tới mình đi quốc tế. Quý vị nhớ và tâm sự hoài, cái chuyện khóa tu mà Pháp Hòa nói là Hòa chỉ muốn làm cho Phật tử địa phương, để mong làm một cái chút gì đó đền ơn cho quý vị trong những năm tháng qua. Đại chúng ngay cái địa phương này đã hộ trì cho quý thầy trong Phật sự. Rồi ngày nay mà được tất cả Phật tử các nơi mà la rai về đây tu với mình, đó là một món quà. Ngay cả thí dụ như bây giờ người ta tới, người ta thích mình quá, người ta được muốn chụp hình với mình, đó là mình được người ta thương, người ta muốn chụp hình. Chứ người ta nói trời ơi con hạnh hân hạnh ghê, mình nghe mình mắc cỡ lắm. Mình phải nói là mình được hân hạnh nè, được người ta thương quý mình, đó là cái phước của mình, chứ có cái gì mà tự hào. Thành thử ra không, mình tự biết bản thân mình không có gì để khoe. Thí dụ như bây giờ Vương Khải với Thạch Sùng có đồ mới đem khoe, chứ còn mình không có gì mình khoe gì. Vương Khải với Thạch Sùng mới đấu với nhau, chứ còn mình chẳng là cái gì hết, thì không có gì để khoe hết. Cho nên chính không có gì, cho nên bình thường. Vì thế không tiếc thân mạng dùng pháp tứ đế để thu hút chúng sanh. Ai nhớ pháp tứ nhiếp không? Tứ nhiếp pháp là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bốn cái đó gọi là tứ nhiếp pháp, tức là bốn phương pháp để mình nhiếp phục một chúng sanh. Pháp Hòa nói ví dụ như là bé Đạt ở chùa mình nè, con chị Hiệp đó. Nó đâu có nói là nó muốn đi tu. Nó chưa nói gì hết. Nhưng mà bây giờ nó còn nhỏ nè, mà nó có một mình đó. Rồi mẹ nó đi làm về tối, Pháp Hòa mới nói là chị đi đón nó về, thay vì chị bỏ nó ở nhà, chị bỏ nó lên chùa. Tuy nó không tu hành, nó không làm gì, nhưng mà nó lẩn quẩn trong chùa. Dù sao đi nữa cũng tốt hơn. Thứ nhất á, là nó có bạn, có mấy chú coi chừng nó. Thứ hai là nó về chùa nó cũng được ăn cơm chay. Không, rồi thứ ba nó đã biết trời trăng gì đâu, mà nó khoái đánh cái khánh thì mình cho nó cái khánh đánh. Phải không? À, giống như hồi đó chùa mình có cái anh Hồng Kông đó, anh lên tụng kinh anh đâu có biết gì, mà anh siêng hơn Phật tử người Việt. À, Phật tử người Việt chứ còn bữa chòi bữa hộp, chứ còn cái anh Hồng Kông nó không biết gì hết á. Mà anh bước vô là mấy chú thấy ảnh là biết rồi đó. Cúng dường ảnh tô cơm trước đi rồi nói gì nói. Mấy chú đi làm ảnh cho anh tô cơm gì nào. Không biết mấy cô còn nhớ cái anh Hồng Kông đó không? Rồi bây giờ ở trên chùa mình nó có một cái anh Tây đó, đang học dược sĩ. Một ngày ghé chùa 2-3 lần. Mà thích đốt nhang cúng Phật lắm. Thích đốt nhang lắm. Đi mua nhang trầm ở các tiệm về xong cúng Phật. Đi qua chùa Tây Tạng mua nhang trầm của Tây Tạng, rồi mua loại này loại kia. Mới ngày hôm qua đi lên nói thầy ơi thầy có bán cái nhang mà dài thiệt dài không, cái nhang trầm mình hay thắp, hỏi anh lấy làm chi. Ảnh nói mỗi lần ở chùa tụng kinh đó mấy sư cô thắp cái nhang đó tôi ngửi tôi thích quá, thầy 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 bán cho tôi thẻ đi, mỗi lần tôi tới chùa tôi thắp cái nhang đó, tôi cúng Phật. Pháp Hòa nghe vậy thôi cũng rút một thẻ nhỏ đưa cho ảnh. Đưa cho ảnh xong là Pháp Hòa đi xuống, cái ảnh rút cây nhang ảnh xong lên cúng Phật liền. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là lợi hành. Lợi hành là thấy cái gì mà người ta muốn mà nó có cái lợi trong cái tinh thần lành mạnh, mình phải làm. Rồi mình thấy người ta làm, mình ra mình lăn xả mình làm, gọi là đồng sự. Mình đồng sự với người ta. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói là quý cô, quý chú ơi, bây giờ mình đi khiêng bàn thì mỗi người phụ một tay.
đồng sự với nhau mà làm. Thì mình có đồng sự như vậy, thứ nhất là mình mới thông cảm, và người ta cũng thấy mình không có lười, mà mình cũng ra mình lăn xả mình làm. Những cái cách đó là cái cách tốt nhất để mình làm sao thu nhiếp chúng sanh trở về với mình. Chứ bây giờ thí dụ như có những đứa nít cỡ đạt vậy, sức mấy nó chịu về. Giờ mẹ nó kêu đi về chùa, nó không. Bây giờ mẹ muốn gửi con baby sit ở đâu cũng được. Bây giờ ví dụ nó không thích đi, mẹ nó cũng phải đành tốn tiền đi kiếm người giữ nó thôi, phải không? Còn đằng này nó nít mà nó về chùa. Cho nên đối với có nhiều một số quý hòa thượng quan niệm á, chúng sanh nó thích tu cứ cho nó tu được nhiêu cũng mừng, nó tu 2 bữa, 3 ngày, 5 bữa, 10 bữa, nửa tháng, 1 năm cho tu, tu để gieo cái duyên. Có thậm chí có những bà già già đi không nổi mà đòi đi xuất gia, quý hòa thượng cũng cho nữa. Hỏi sao hòa thượng cho đi xuất gia? Thôi sắp chết rồi cho đi tu để gieo duyên. Pháp Hòa nhớ có một cái năm đó, Pháp Hòa ở trong một cái giới đàn, có một vị sư cô đi thọ giới, năm đó là 89 tuổi. 89 tuổi. Pháp Hòa nhớ sư cô đó, đi thọ giới tỳ kheo. Pháp Hòa ở trong cái giới đàn đó, năm 98 đó, một đàn với thầy Pháp Ân đó. Cho nên bác nào bây giờ mà hơn 80 tuổi, bữa hôm Pháp Hòa đi qua Chicago giảng, có một sư cô 85 tuổi tới thăm. Thì xong Pháp Hòa mời tới ngồi sát bên ăn cháo, không dám, nơi bàn của quý thầy. Nó không sao đâu, mời ngồi xong cái Pháp Hòa múc cháo rồi cho ăn. Xong cái hỏi năm nay sư cô nhiêu tuổi, nói 85. Thì sư cô phải hỏi Pháp Hòa chứ thầy nhiêu tuổi, Pháp Hòa nói 95. Cổ mới nhìn Pháp Hòa nói, sao già hơn tôi mà nhìn trẻ vậy? Pháp Hòa mới nói, dạ tại niệm Phật. Nó tôi cũng niệm Phật. Ý là tôi cũng niệm Phật mà sao tôi mới 85 tôi già. Cho nên mình phải, thưa đại chúng, ai mà có trong tay 4 cái món, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, là quý vị sẽ là một cái người rất là tiếp độ nhiều người hay lắm. Qua cái bố thí, cái ái ngữ của mình, cái lợi hành, cái đồng sự. Cho nên càng tu, càng tu, càng học, có Pháp Hoài thấy tứ nhiếp pháp đó, giống như là cái bùa của mình vậy đó. Mình hay lắm, nó có một, mình sẽ nhiếp phục nhiều người qua cái con đường tứ nhiếp pháp. Vì biết thế đế nên tùy chúng sanh mà nói. Thế đế là gì? Đạo Phật mình có 2 đế. Rượu đế. 2 cái đế là chữ đế là gì? Chữ đế là chân thật. Chữ đế là chân thật. Thì mình có giáo lý có 2 cái, là 1 là thế tục đế, phải không? 2 là thắng nghĩa đế, hay là nói gần gũi chút là tục đế và chân đế. Tục đế là gì? Là những cái gì mà chúng ta làm mà tùy thuận theo thế gian. Thí dụ như lễ Trung Thu đâu phải của mình. Lễ Trung Thu là hoàn toàn không dính gì với Phật giáo hết. Lễ Trung Thu là lễ của nhân gian. Nhưng mà bây giờ thế gian người ta ăn Trung Thu, mình ở trong chùa cũng tổ chức Trung Thu. Nhưng mà Trung Thu làm cái gì? Để đại chúng tới lại sám hối tụng kinh, xong rồi nghe bài giảng. Thầy sẽ giảng một bài ý nghĩa Trung Thu. Ý nghĩa Trung Thu là thí dụ như mình nói gì? Mình nói ví dụ một ý nghĩa thôi. Trung Thu là lễ của Nhi Đồng, phải không? Mà Nhi Đồng là trong kinh Đức Phật cũng dạy là mỗi người chúng ta phải học theo cái hạnh của trẻ con. Hạnh trẻ con là hạnh gì? Cái hạnh trẻ con là nó đánh nhau muốn chết, vậy mà 5 phút sau nó huề. Còn mình nữa hả, chỉ cần nói một câu mít lòng với nhau là đừng nhìn tôi nha, đời này là đừng bao giờ thấy tôi. Tức là mình, con nít đó, nó đánh nhau, nó giành một cái món cái đồ chơi, có khi là lỗ đầu chảy máu, vậy mà chút xíu sau là nó quên hết những cái giận hờn với nhau, nó vẫn chơi được. Đó, cho nên người mình nó phải học cái hạnh của nó, mà cái hạnh nó gọi là anh nhi hạnh. Anh nhi hạnh, tức là cái hạnh của trẻ con. Đó, ví dụ vậy. Cho nên có một vị thiền sư, người ta tới người ta hỏi bạch hòa thượng, hòa thượng ở đây bao lâu rồi? Ông có trả lời.
Ông biểu mấy đứa con của ông cư sĩ tới đây. Ông vỗ đầu, ông nói tỉnh, tỉnh, đừng có mê. Tỉnh, tỉnh, đừng có mê. Nói vậy mà cái ông cư sĩ hỏi câu đó, ông lại tỉnh. Tại sao mà Hòa Thượng nói tỉnh, tỉnh, đừng có mê? Thường ngày á, chúng sanh mình đã lấy mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mình nhìn, nghe, ngửi, nếm, đâu dính đó, đâu dính đó. Còn con đít đó, nó không có dính gì hết trơn. Quý vị thả nó lên Tây Thiên mà chỉ cần cho nó không gian rồi là bắt đầu nó chơi thoải mái. Mẹ muốn làm gì mẹ làm. Ba muốn đi đâu ba đi. Con có không gian của con. Nó hồn nhiên vậy đó. Mà tới giờ là kêu nó ăn. Mà bây giờ, ví dụ như bây giờ mình có nói trời, nói đất gì, tâm của nó bình thường. Cho nên ông thầy cũng vỗ cái đầu của cái đứa nhỏ con thí chủ đó. Ông tỉnh, tỉnh, đừng có mê. Đạo là gì? Đạo là ở cái chỗ là chúng ta cứ tỉnh giác, dẫn mắt, tai, mũi, miệng này, dẫn thấy, nghe, ngửi, nếm này mà đừng dính gì hết. Uống thì cứ uống như nít nó uống vậy đó. Con nít nó khỏe lắm. Quý vị múc miếng bún rồi chan miếng nước rồi dầm dầm ra cho nó ngồi nó ăn, nó cũng ăn tỉnh beo. Nó không có đòi hỏi quế đâu. Nó không có nói gì đó, hoi sinh sót đâu. Cho nó gì nó ăn đấy. Mà thậm chí hết 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 tàu hũ hết gì rồi chan nó miếng nước, nó cũng ngồi nó ăn bình thường. Không có làm cho nó craft dinner. Lấy nuôi ra quậy quậy. Còn mình á không được à. Tại sao mà cho ăn mà còn kỳ thị vậy? Tại sao ai cũng ăn phở bắt tôi ăn nuôi? Đó. Cho nên nhiều khi á, là mình tiếp đãi một cái người lớn á, mình khó đãi hơn. Tại vì mình phải làm sao cho đủ. Mà thí dụ như bây giờ tới cái người đó thiếu, mà mình phải làm sao cho người ta đừng cảm thấy là người ta bị left out, tức là người ta cảm thấy là mình kỳ thị người ta, ai cũng được ăn ngon mà tại sao họ phải ăn món khác. Còn đối với con nít thì nó khỏe hơn. Thành thử ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn có một cái phẩm tên là Anh Nhi Hạnh. Nói tóm là cái phẩm đó, là cái câu đó ý muốn nói là mình học như một đứa trẻ con. Thì thế tục là gì? Tức là những cái lễ theo nhân gian không dính dáng gì tới mình, nhưng mình nương cái đó, mình nương cái đó. Chẳng hạn như Phật Thích Ca hay bằng Phật, có bao giờ mà mình có quyển kinh nào quy định món gì cúng Phật đâu. Mình ăn gì làm gì đem lên cúng Phật. Bánh ít cũng được, bánh quy cũng được, bánh chuối cũng được, sầu riêng cũng được, dưa hấu cũng được. Con chị Phật tử gửi 2 trái sầu riêng lên cúng, để Trúc Lâm cúng 1 trái, để đây và nó thôi đem xuống trai đường để đi. Pháp Hòa xong một cái bình trầm lên mà trái sầu riêng nó vô cái trầm mất tiêu. Lấn cái mùi trầm luôn. Mà bảo đảm là đưa Phật Thích Ca là Phật chịu rồi đó. Chữ chịu theo tiếng Huế là chịu thua. Thôi đưa cái này chịu. Mà may là ở đây mình không có thầy Đức, ở trong chùa mình là thầy Đức Tạng không biết ăn sầu riêng nha. Thầy Tịnh Tạng không biết ăn sầu riêng, nhưng mà mấy thầy chưa đến độ là lấy cái chuông ụp lại trái sầu riêng. Không ăn được nhưng mà không sao. Vì biết thế đế nên tùy chúng sanh mà nói. Biết cái thế đế cho nên tùy chúng sanh nói. Khi vì tất cả chúng sanh chịu khổ não, tâm không xao động, vững chắc như núi Tu Di. Núi Tu Di là một cái ngọn núi ở giữa của bốn châu. Núi Tu Di còn là tiếng Phạn. Tiếng Trung Hoa dịch chữ Tu Di là Diệu Phong. Chữ Phong là cái đỉnh đó. Chữ Phong là cái đỉnh đó. Có khi gọi là dịch là Diệu Cao. Diệu Cao có nghĩa là cái núi đó nó cao. Cao, cao ngất. Pháp Hòa nhớ có một cái bài sám hồi nhỏ mà đọc. Trên ngọn Diệu Phong rong tự tại. Tức là trên cái ngọn núi đó mình đi thông dong. Dù thấy chúng sanh đa số tạo ác, người có ít nghiệp lành, tâm quyết định không quên.
thấy chúng sanh đa số tạo việc ác, ít có người tạo nghiệp lành, nhưng mà tâm mình đã quyết định, không vì vậy mà mình không tìm mọi cách mình độ họ. Đối với ngôi Tam Bảo không sanh lòng nghi, ưa thiết lập sự cúng dường, nếu lúc ít của trước cấp cho người nghèo, sau bố thí cho người bậc phước điền. Thí dụ trong cái thời nghèo khó mình ít của đi, thì nếu phải cho, trong kinh dạy cho ai trước? Cho cái người nghèo trước. Dĩ nhiên là mình cho cái người nghèo, cái phước mình nó khác với mình cho một cái người mà có tu. Nhưng mà người có tu thì người ta không có ganh với người nghèo. Và người nghèo đó người ta chưa biết tu mà chưa phát tâm. Cho nên nếu mình cho được cái người nghèo trước tốt hơn. Cái tâm của mình muốn cho ai đó, mình suy nghĩ cho sâu xa vậy đó. Giữa cái người này với người kia, mình cho ai được? Rồi cho người, bây giờ cái thí dụ như bây giờ, Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị đem mua 2 cái bánh. Bây giờ một đứa con nít nó ngồi đó, với Pháp Hòa ngồi đó, thì quý vị nói thôi thầy lớn, thầy muốn ăn cũng sao. Nít cho nó vui, để nó ở chùa. Thí dụ vậy đó. Tức là giữa một cái người mà lớn, tức là mình, nếu người lớn đây là mình nói là người có phước điện, mình không cúng người phước điện cũng sao, cho mình cho người nghèo. Tại vì cái người nghèo họ chưa biết tu. Mà nếu mà họ chưa biết tu á, cái tâm phiền não họ có thể dễ sanh khởi. Cho họ, để họ có được cái no đủ, rồi từ từ mình khuyến thiện họ. Còn cái người mà có tu rồi, nhịn chút cũng không sao hết. Thậm chí mà lỗ lã, ăn dở hơn, thì cái người có tu tập không có nói gì hết. Ưa khen công hạnh người lành, vì mở đường niết bàn, biết được kỹ nghệ, điều muốn dạy người học. Thưa đại chúng, ở trong nhà Phật mình, nó có 4 cái cách để một vị Phật tử có thể học. Gọi là ngũ minh đó. Quý vị biết ngũ minh không? Ngũ minh là ngủ triền miên, ngủ tới sáng, ngủ. Chữ ngũ minh là 5 cái đường, 5 cái điều mà mình có thể mình làm được. Thí dụ như là mình học thuốc, mình hút thuốc mình cho người ta, cái đó gọi là y phương minh. Y phương minh. Rồi mình biết làm những cái thủ công như là hoa giả, mình biết ra làm những cái bàn thờ, mình đóng những cái bàn thờ, mình mai những cái khăn màn, cái này gọi là cái gì? Công xảo minh. Cho nên mỗi người chúng ta có thể, rồi mình biết văn chương, mình viết thơ, viết nhạc, viết sách, phải không? Thì tất cả những cái đó đều đóng góp được cho Phật Pháp hết. Ai không biết về bấm Google, bấm ngũ minh. Pháp Hòa có giảng cái bài đó bên Cali, ngũ minh. Y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh. Thì bây giờ ở trong này nói một minh nè, nói tới cái kỹ nghệ thôi. Mình biết được những cái kỹ nghệ gì mình chỉ. Đây nè, hồi đêm hôm đây. Hôm khóa tu á, Pháp Hòa muốn mở cái cặp đèn này lên bằng cái bóng đèn cho nó sáng. Mà cái đèn bên này gắn một bóng vô thì nó cháy. Mà cái đèn bên này gắn cái bóng vô thì nó không cháy. Mà để cái bóng cũ của nó vô thì nó cháy. Rồi tưởng đâu cái bóng đó hư, nói thầy Đức Tạng đi xuống bưng hộp đèn lên, gắn bóng nào vô nó cũng không cháy hết. Rồi cuối cùng thầy trò chịu thua, không biết tại sao nó không cháy. Tối hôm qua khuya, Pháp Hòa rủ anh Tuệ Quân, chú Đức Hưng đi lên trên này để dọn dẹp rồi coi ngó là chánh điện. Cái Pháp Hòa mới nói cái vụ cái đèn, cái ông kia ông nói, để con thử con coi. Mở ra ông bỏ vô, cái ông ngõ tới ngó lui, cái ông nói, ồ, tại vì cái này nó thấp quá, cái chạm nó không tới cho nên nó không phát điện. Chạy đi vô lấy dao lấy đồ bật bật ảnh lên, gắn cái bóng đèn vô cái nó chạm được cái sao chạy. Cái đó gọi là gì? Công xảo minh đó. Trong này kỹ nghệ.
Rồi Pháp Hòa mới nói với chú Trung Chánh á, với thầy Nhuận Từ á, là cái trai đường ở dưới á, nếu mấy đứa muốn trang trí lấy mấy cái hoa sen trang lên, mấy thầy đem lên mà cứ bấm hoài bấm quỷ mà sao nó không lên đèn. Tới hồi đọc cái tờ giấy nó nói cái đèn này thả vô nước nó mới sáng. Bởi vì cái loại đèn này người ta chế là mình thả dưới nước á, thì đèn nó mới sáng, còn mình để khô trên nó không sáng. Mấy thầy rà rà sao thấy hai cái cháu ở dưới này mà nó chạm vô cái gì mà có kim loại đó là nó sáng, mà không biết làm được chưa không biết nữa. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy á, mình có thể đóng góp tất cả những cái khả năng gì của mình cho Tam Bảo được hết á. Mình biết may vá, mình làm, mình biết đóng bàn, đóng tủ, mình biết vẽ, mình biết làm cái gì cũng được hết. Nghệ thuật. Giống như cái ông mà ông thợ mà ông làm cái tượng Đức Quan Âm Nhất Diệp mà mình đang thờ sao đó. Người ta tổ chức á, mỗi năm hay là bao nhiêu năm một lần á, những cái người mà mỹ thuật gia Phật giáo, mỹ thuật gia Phật giáo. Thì lúc đó ông nghĩ ra ông làm cái tượng Nhất Diệp Quan Âm, cái tượng này. Ông đem lên ông trình bày, ông đạt giải nhất. Đạt giải nhất là về cái người mỹ thuật gia Phật giáo của cái năm đó, ví dụ vậy đó. Hồi nào giờ Pháp Hòa đâu có biết là ngoài đời nó có một cái vụ gọi là hoa hậu búp bê. Pháp Hòa đâu có biết cái vụ đó. Mới cách đây mấy ngày rồi tình cờ không biết coi một cái bài giảng gì đó, rồi xong rồi nó quảng cáo đó. Tới hồi mà bấm vô mình đọc cái tin tức là có cái vụ mà hoa hậu búp bê, nó hoa hậu người thiệt rồi. Bây giờ là ai mà có khả năng làm ra những con búp bê rất là đẹp, rất là xuất sắc đem ra đi thi hoa hậu búp bê. Thành thử ra các vị nào mà có đi tu mà phủi tóc rồi phủi cho sạch sẽ mà mai mốt mình làm mà hoa hậu. Biết được kỹ nghệ điều muốn dạy người học. Thấy người học hơn mình sanh tâm vui mừng. Cái này có bộ khó. Thấy người hơn mình mà phải sanh tâm vui. Cho nên Pháp Hòa thấy mà cái này là mình cái tâm trạng thôi. Người ta thường nói con hơn cha nhà có phước. Nếu mình thấy con mình mà hơn mình là mình mừng, đúng không? Mình thấy đệ tử mình mà giỏi hơn mình là mình mừng. Chứ không có cái kỳ nào mà ông thầy nào mà thấy đệ tử hơn mình mà đi ganh với đệ tử hết đó. Chắc có thầy Pháp Hòa. Không nghĩ lợi mình, chỉ thường nhớ lợi người. Chữ lợi này là lợi lộc. Thân khẩu ý tạo tác các pháp lành, hoàn toàn không vì mình, luôn luôn vì người khác. Ấy gọi là Bồ Tát thật nghĩa. Đó. Như vậy gọi là Bồ Tát thật nghĩa. Bồ Tát thật nghĩa là những gì mà nãy giờ Đức Phật nói ra đó. Bây giờ Phật kết cái thù thắng này. Thiện nam tử Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia thực hành Bồ Tát thật nghĩa không khó, Bồ Tát tại gia thực hành thật khó. Tại sao? Vì người tại gia phần nhiều nhân duyên ác ràng buộc. Cái này rất thật. Bồ Tát xuất gia làm Bồ Tát thiệt dễ hơn, Bồ Tát tại gia muốn làm thật nghĩa khó. Tại sao? Vì mình sống ngoài đời, cái duyên á, nó lôi kéo mình muốn làm Bồ Tát khó lắm. Pháp Hòa ví dụ thôi. Mình giúp người ta. Mình giúp người ta. Mà bây giờ người ta quay ngược lại, người ta nói ngược với mình. Bây giờ thầy tu á, là không cãi là lý do. Lý do nào? Thứ nhất, trời ơi bây giờ á, mình không có cái miệng ngoài đời. Mình đâu có đi ăn nhậu bạn bè gì ngoài đời đâu. Mình gây lộn với nó ra ngoài, nói bậy nói bạ, mình có ở đó đâu mà đính chánh với ai. Thôi nhịn đi. Thí dụ, Pháp Hòa nói một cái ví dụ, tức là cái duyên mà mình suy nghĩ rồi mình nín họ dễ hơn. Còn ngoài đời mình nói trời, nó nói tôi như vậy rồi mai mốt tôi còn mặt mũi gì đi đứng ngoài đời nữa. Rồi người thân, bạn bè tôi nghĩ tôi làm sao. Cho nên tôi phải ăn thua đủ với nó để mà tôi giành lại cái phần phải về mình chứ. Thí dụ vậy.
Đó là mình nói một cái ví dụ thôi. Còn rất nhiều những cái duyên khác. Cho nên ở ngoài đời mình muốn tu được nhưng mà khó. Khó không có nghĩa là không làm được, chỉ đòi hỏi mình sao? Ráng thôi. Nhưng mà ngược lại, có những cái chuyện mà Bồ Tát tại gia ngoài đời làm được mà Bồ Tát xuất gia làm không được. Cho nên đó, hồi xưa Hòa nhớ cái ông thầy mà Pháp Hòa, ông làm thuốc đó, Hòa gặp ông đó, ông mới kể Hòa nghe, ông nói con hồi xưa con định đi tu đó. Mà thầy con á, trước khi con đi tu, ông nói con câu, ông nói con có cái duyên làm thầy thuốc đó. Nhưng mà nếu mà con đứng ở ngoài cái lu á, con sẽ lăn cái lu đi được xa. Mà con đứng ở trong cái lu á, con lăn không có xa. Nói vậy thôi mà con phải về con suy nghĩ. Quý vị hiểu được cái ý là đứng ở ngoài lu và đứng trong lu. Tại vì gì? Anh có cái tài làm thầy thuốc, nhưng mà nếu anh không phải là cái hình tướng người tu á, anh trị cho người ta dễ hơn, thuận lợi hơn. Còn bây giờ nếu mình là một thầy thuốc mà mình là một người tu thì khó. Khó là sao? Có những cái chuyện nó tế nhị, va chạm vô người nữ hay là thế này thế kia mình khó. Hay là thậm chí là mình bào chế thuốc cũng khó. Còn mình là một cái người ngoài thì mình nó dễ hơn, mình đi đứng nó dễ hơn. Cho nên á, cái duyên là gì? Tức là cái môi trường. Ở đây nói là cái môi trường. Thưa đại chúng, khi mình đi vào trong một cái khóa tu, cái môi trường trong khóa tu nó giúp mình nhiều hơn. Mặc dù mình nói tu ở nhà cũng được, đúng rồi, nhưng mà ở nhà cái môi trường nó khó, là tại vì người ra người vô nói này nói kia, rồi điện thoại nó reo. Thấy không? Rồi chưa nói là cháu con của mình thế này thế nọ, có được nhưng mà hơi cực cho mình. Còn vô đây là mình off hết. Cho nên quý vị ngày hôm nay Pháp Hòa hạnh phúc, Pháp Hòa không nghe phone reo. Pháp Hòa không có nghe phone reo là tại vì quý vị biết off phone. Có những người biết xài phone mà không biết off phone. Vì cái phone nó có hai cái nút. Mà Pháp thưa thiệt là Pháp Hòa cũng mới biết đây à. Pháp Hòa cũng chẳng hơn gì đâu. Vì nó có cái nút, nó reo cái mình nhấn nút đó, nó tắt cái mình, nó im cái mình tưởng đâu là nó off rồi. Mà thiệt sự nút đó là chỉ dừng ngay cái lúc đó thôi. Nó còn cái nút thứ hai là mình cúp nó xuống thì thiệt sự là nó không có rung, nó không có reo nữa. Mà mình không biết, mình cứ hễ nó reo bấm cái mình nhát vỏ. Ủa tôi nhớ tôi off rồi mà. Cứ nhớ vậy. Còn ngày hôm nay mình tắt hết mấy cái đó. Mặc dù có người để chế độ rung đó. Lâu lâu cũng check Viber rồi Facebook rồi vậy đó. Nhưng mà mình không có làm ồn. Quý vị cứ tưởng tượng 100 người mà 100 cái phone, cứ người nào cứ lát nó reo, cái tự nhiên nó phiền. Thôi thì hôm nay mình học được phẩm thứ 8. Nói về Bồ Tát thật, Bồ Tát giả. Qua cái định nghĩa trong này đó, chỉ nói gọn thôi, như thế này. Bồ Tát giả nghĩa là chúng ta chỉ có cái danh, cái tướng mà chúng ta không thực hiện được những điều mà Bồ Tát khuyên chúng ta phải thanh tịnh thân khẩu ý của mình cho nó tương ưng với cái danh nghĩa của mình. Pháp Hòa ví dụ đi. Bây giờ mình là một Phật tử hay là không Phật tử gì không cần biết. Nhưng mà hãy nói tới một vị xuất gia thì trong đầu, trong lòng mình phải có những cái điều kiện bắt buộc một người xuất gia phải làm sao? Phải hiền từ, phải nhẹ nhàng, phải tế nhị, thế này thế kia. Cái đó là cái chuyện đương nhiên. Hãy nói tới người đi tu là trong đầu họ phải có những cái hình ảnh đó. Mà bây giờ nếu như mà bây giờ một thầy tu mà nổi sân, nổi giận, rồi la hét, mắng chửi, thì tự nhiên ta nói trời cái ông đó mà tu cái gì. Phải không? Thành thử ra người ta nhìn mình qua cái tư cách của mình, mình ta phán đoán. Chờ đây Đức Phật á, thưa quý vị là Bồ Tát ấy, có hai phần. Cái tướng là cái hình tướng bên ngoài, cái tánh là cái ở bên trong. Có nhiều khi cái tánh mình sao không biết, nhưng mình hiện cái tướng lên thì người ta biết được cái tướng sân tướng của mình. Cho mình làm gì làm, cái tướng nó vẫn còn một phần ảnh hưởng đối với chúng sanh lớn lắm. Có phải không? Đó. Mặc dù mình biết á, tướng không quan trọng. Trên cái lý là mình nói vậy đó. Tướng quan trọng là cái tâm.
Nói là nói vậy, nhưng mà khi chúng ta chưa thuần thục được cái tâm á, thì chúng ta phải nhờ cái gì? Nhờ cái tướng. Ví dụ quý vị lên nhìn bằng Phật trang nghiêm, tự nhiên tâm hồn mình cũng thanh thoát. Đó. Cái tướng mà, phải không? Mình thấy một cái vị xuất gia đi đứng đàng hoàng, tự nhiên trong lòng mình cũng có cái gì đó mình kính nể hơn. Nó đời nó vậy. À, cho nên cái lý thì ai cũng nói là không sao, quan trọng là như hôm qua có một Phật tử khuya rồi mới liên lạc, mới hỏi bây giờ hồi nào giờ con tụng kinh con thắp nhang, mà bây giờ con có cái bệnh mà hãy thắp nhang lên một cái là con sặc sụa, con ho mà ho nghĩa là không còn thấy đường luôn, làm sao con tụng kinh đây? Rồi bây giờ con không thắp nhang có tội không? Nó có gì tội đâu, do bệnh mà. Rồi nãy có một Phật tử nói thầy ơi, con định, con hứa con đi tới cái chùa kia con dự khóa tu, mà bây giờ con mới phát hiện là sát nhà con cũng có một cái chùa khóa tu. Bây giờ con muốn đi tới cái chùa sát nhà con mà con không đi tới cái chùa xa, mà tại con lỡ hứa rồi, vậy có tội không? Nói, trời ơi đâu có tội chi mấy chuyện đó. Miễn anh tu thôi, anh tu chỗ nào thuận lợi cho anh cứ tu. Như vậy thì quý vị biết là có những chúng sanh người ta chưa có hiểu. Cho mình là người Phật tử, mình học Phật để mình đem cái hiểu biết trong sáng của mình truyền cho người ta. Và đồng thời, dù mình chưa thọ Bồ Tát giới, nhưng qua cái bản kinh này thì mình biết rằng trong cuộc sống của mình ít nhiều gì mình cũng có thể thực hiện được một phần nào của một người đệ tử tại gia của Phật. Cho nên gọi là U Bà Tắc mà. U Bà Tắc có nghĩa là những người cư sĩ còn ở đời, nhưng mà đang làm cái hạnh Bồ Tát. Cho nên có chữ giới. Giới và kinh, kinh là phần Phật dạy mình tu. Như những cái này nè là phần kinh nè. Mai mốt mình học qua tới cái phẩm thứ 14 á, là Phật nói về giới. Còn lâu nay mình học là Phật dạy mình á, phải làm thế này làm cái kia, cái đó thuộc phần kinh. Quý vị nhớ nha, kinh và giới là hai cái nó khác. Kinh á, là những gì Phật dạy mình, đường lối để mình tu, để mình chuyển hóa cái nghiệp của mình. Giới là những cái điều ngăn cấm mình giữ để mình tăng trưởng cái phước, giữ gìn cái nghiệp, nhưng mà có điều lệ đàng hoàng. Do cái phần giới đó hãy phạm là mình có cái lỗi. Còn kinh là chẳng hạn như những nãy vậy đó, làm Bồ Tát thật phải như thế nào, Bồ Tát giả phải như thế nào, cái này là phần kinh. Cho nên cái quyển này đó, nó quan trọng là gì? Một quyển này mà hai phần, vừa kinh và vừa giới. Cho nên gọi là U Bà Tắc giới kinh. Giới kinh nghĩa là vừa có giới luật mà vừa có lời Phật dạy. Thôi chúng ta dừng ở đây. Bây giờ đại chúng hồi hướng xong thì chúng ta về nghỉ ngơi sớm ha. Ngày mai 5 giờ sẽ có chuông báo thức. 6 giờ chúng ta có mặt trên chánh điện. Quý vị có thể 5 giờ 45 là chuẩn bị ra về chánh điện là vừa. Đừng có đi trễ quá cái mình phải hấp tấp. Mình đi sớm cái mình lên chánh điện, mình ngồi tĩnh lặng, 6 giờ mình sẽ ngồi thiền, đến 6 giờ rưỡi mình lễ Phật, sau đó chúng ta chuẩn bị để trở về Trúc Lâm, để sinh hoạt ở dưới đó. Buổi trưa sau giờ cơm thì chúng ta sẽ có chương trình lễ Ngũ Bách Danh Quan Âm, lễ thứ 400, rồi 4 giờ chiều thì chúng ta sẽ quay về đây để sinh hoạt tiếp tục ngày thứ hai. Thì mong rằng đại chúng cố gắng, bởi vì thật sự chúng ta không có thời gian nhiều trong một năm. Nhất là mùa hè là mình đều lo cho đại chúng nhiều lắm. Mình không có cơ hội để mình tu tập. Cái khóa này với khóa mùa xuân là phần lớn là địa phương của mình ở đây. Những người đã đóng góp, hy sinh mùa hè không tu để lo cho đại chúng. Thì thời gian này là thời gian chúng ta ngồi lại để chúng ta tu. Thiệt sự ra đó, đối với Pháp Hòa là không có gì quan trọng bằng tu đâu. Cho Pháp Hòa tối ngày cứ tổ chức khóa tu, tổ chức tụng kinh, tổ chức niệm Phật vậy đó. Đại chúng chịu khó về cộng tu với nhau. Trong khi đó thì thật sự Pháp Hòa có quyền tuyên bố là không làm gì hết. Nhưng mà Pháp Hòa không muốn phí một cái weekend nào hết. Hễ có thời gian là chúng ta tu. Thì mong đại chúng cũng tranh thủ như vậy. Những cái thời khóa chùa đề ra về tham dự đông đủ để sắp tấn với nhau hay như là Phật. Nguyện đem
đứng lại.